Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Rồi và ta la, trong thời gian offline thì mình đã tiến hành đi xây nhà nha các bạn ơi. Thì cái nguồn nguyên liệu nó cũng khan hiếm á, nên là mình chỉ xây nhà bằng đá với lại gỗ thôi. Ngoài ra thì có lắp thêm tí kính nữa nè. À, xịn sò con bò chưa? Đó, thì ngoài ra thì mình cũng đã có tiến hành trồng một cái vườn apricorn. Trời ơi, ta nói nó rộng bao la bát ngát luôn anh em ơi. Mỗi loại thì mình trồng 3 cây. Đó, thì cái apricorn này á, chúng ta không cần phải trồng nó cạnh nước hay cái gì cả. Nhưng mà có một điều là nó còn phải có ánh sáng. Ánh sáng trên chính thì nó mới phát triển nhanh được nha. Đó, thì mình cũng có trồng phía bên này là những cây berry. Berry thì nó cũng tương tự apricorn thôi. Đó, mình phải đặt những cái đèn bí ngô nè. Trời ơi, thời gian offline là tôi làm việc hơi bị cật lực đó. Ui cha, đây là 6 loại berry cần thiết. Thì những cái loại berry này á, nó sẽ liên quan tới các cái chỉ số là EVS đó các bạn ạ. Đó, còn lành gành đào luôn nha. Đây chính là 6 loại berry. Và chúng ta có được một cái bình tưới cây. Ôi, phía này hình như có một em EV. Em này là hệ tâm linh, nên là mình sẽ xài chiêu hệ đá nha. À quên, hệ đất nha. Nghe nó cũng không liên quan tới nhau, nhưng mà tại vì cái em Raiden của mình nó đang mạnh quá. Nên cho ra sự thử chiêu luôn anh em ạ. À, mình xài chiêu Recipe Blade đi. Đây là Espeon hả? Wow, EV ngon lành canh đào luôn. Trời ơi. Ây da, vẫn chưa được anh em ạ. Một chiêu vẫn chưa hẹo. Vậy thì mình sẽ xài chiêu ít quét một lần nữa coi. Ít quét. Đây là chiêu động đất nha. Và lần này em có hẹo luôn không ta? Ây da, trời ơi. Thấy không có xi nhê nha. Có 15% sát thương vậy. Recipe Blade phát nữa đi. Hy vọng là thành công. Đấy rồi, ngon lành ngày đạo. Ui em rất kim cương như mình luôn. Lụm vội chứ. Ultra Ball thử nha các anh em. Và lần này chúng ta trời ơi, nó gần lắm rồi đó. Nhưng mà không được các bạn ạ. Ok, thì trong thời gian offline á, mình cũng có đi mai đó khá luôn rồi nè. Để mình cho các bạn xem, mình đã đi mai được 20 mấy cục kim cương nữa, cộng thêm 2 cục của Espeon này nữa. Chúng ta có gần nửa stack kim cương rồi. À, chính xác là hơn nửa stack đó chứ. Thì chỗ này á, mình đang cho nấu mấy cái apricorn nè. Đó, thì offline mình có thu hoạch khá nhiều đó. Ngoài ra thì mình chưa cho các bạn vào trong nhà đúng không? Quên mất, nãy giờ giới thiệu ngôi nhà của mình mà chưa cho các bạn vào xem. Thì nhà của mình thì nó có đại khái là rương nè. Đó, mấy cái lò nung, ba loại lò và những cái giá để giáp. Chúng ta sẽ tiến hành đi sưu tầm hết tất cả các cái loại giáp trong Bitsimon luôn nha các bạn ơi. Ok. Đó, thời gian offline thì mình đi dọn dẹp cũng khá là nhiều. Và hầu như là cái rìu và cái cuốc của mình á, nó đều hết rồi. Mình phải chuyển qua xài rìu gỗ, rìu sắt và cuốc sắt. Hơi bị khổ một tí. Rồi, chúng ta cùng xem nhiệm vụ nè. Mình đã xong được nhiệm vụ đào kim cương, nhiệm vụ đào đá đỏ. Và hai nhiệm vụ khác nữa. Sẵn để mình lên tầng cho các bạn xem nha. Lên tầng thì mình trang trí bằng những cái campfire thôi. Đó, mình thấy cái meta này trên mạng đang hot nên là mình xài cái kiểu này luôn nha các bạn ơi. Ok, trên tầng lại có cái giường của mình, còn lại hết rồi. Cái giường thì có cái rương và chứa một mớ đồ ăn. Đó, chỉ như vậy thôi các bạn ạ. Mình thấy có nhiệm vụ là grab 5 Liverpool nè. Ngoài ra thì còn nhiệm vụ nào nữa? Grab một cái Pokeball. Ok, thì hiện tại những cái Pokeball nó grab nó khó là nhiều vấn đề các anh em ạ. Chúng ta không cần phải đi đập những cái đế cầu nữa. Bây giờ chỉ cần
nấu apricorn lên mà chế tạo là được rồi. Đầu tiên là pokeball đúng không? Pokeball thì chúng ta sẽ từ cái apricorn này. Ok, có sẵn luôn nè. Dễ luôn nha. Đó. Và bây giờ á, đế của những quả cầu nó cũng có phân loại nữa nha các bạn. Căng thẳng lắm. Đây nè, mình ví dụ nha. Đây là leaderboard đúng không? Leaderboard thì chúng ta xài những cái silver base đó. Còn đối với những cái mà wingball á, những cái bóng mà nó nhẹ á, chúng ta có thể xài wooden base. Ủa, bây giờ là ráp ra là thôi chứ không có ráp ra mà đập nữa các bạn ạ. Đó, ngoài ra thì mình cũng có cái gì aluminum spade nữa nè, silver, rồi cái cuối cùng thì mình còn có platinum bay nữa. Trời ơi, nói chung là nó gì khá là nhiều loại đế đây. Mình sẽ tạo ra 6 cái nút đi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm đế đó, và tiến hành chế tạo luôn pokeball nha. Đó, một cái pokeball là xong nhiệm vụ nha các bạn ơi. Xịn sò qua chưa? Đó, Pokeball. Tiếp theo là nhiệm vụ ráp 5 cái Liverpool. Liverpool thì chúng ta sẽ cần bạc ha. Cần bạc và sẽ cần màu gì đây? Liverpool màu gì? Màu vàng, màu đỏ và màu đen. Ok. Vàng, đỏ, đen đúng không? Đỏ có rồi nè. Vàng có luôn nè, đen có luôn nè. Giờ để mình cho nó nấu tiếp. Leverball nè. Ui, mỗi lần nó được có một cái à. Ui, cái này bấm công thức nhanh không được các bạn ạ. Hơi khoai đấy. Ok, 5 cái Leverball. Đã xong. Bây giờ tới đĩa bạc đúng không? Chúng ta sẽ cần bạc. Bạn thấy nó cực khổ chưa? Ủa, đây là aluminum mà, nhôm mà. Bạc của tôi đâu? Đây, silver đây. Đó. Rồi và chúng ta sẽ có được 5 quả Liverpool. Đó. Thiết nghĩ là mình sẽ đi chế tạo Diamond nha các bạn ơi. Đó. Diamond thì công thức của nó như thế nào đây? Diamond. Rồi nó sẽ cần hai màu xanh và một màu hồng đúng không? Hai xanh một hồng. Đây rồi. Ôi ôi, bấm quá tay rồi anh em ơi. Mình đang có khá nhiều diamond rồi nè. Rồi, và chúng ta sẽ cần Nespawn. Nespawn thì công thức như thế nào đây? Nespawn thì nó cần hai xanh một vàng đúng không? Ok, lần này chúng ta sẽ cẩn thận một tí nè. Hai xanh một vàng. Mình nghĩ là một stack Nespawn là được rồi. Không còn nhiều quá đâu các bạn ạ. Ok, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ cần quả gì nữa đây? Charmeleon thì chúng ta cần màu trắng, màu đen và màu đỏ. Đỏ, đen và trắng đúng không? Đỏ nè, đen nè, trắng nè. Ủa, để sai thứ tự rồi. Đây, trắng, đen, đỏ, phải đúng thứ tự như vậy mới được nha. Đó, và chúng ta sẽ có được bao nhiêu đây? Uầy, nhiều phết đấy. Đầu tiên là một stack diamond trước nha. Hy sinh. Một stack diamond. Đen đen. Và chúng ta đã có được một stack rồi nè. Wow, nhiều thật sự. Thứ hai mình cần là Nespawn. Nespawn thì đang thiếu đúng không? Cho tạo đế sắt trước đây ha. Chúng ta sẽ chế tạo Nespawn. Đó, thì quả Nespawn này dùng để bắt những em Pokemon mà level thấp á. Đó, nó rất là tiện chúng ta luôn nha. Trong thời gian chờ đợi làm những cái nút này nè, thì mình có đi thu hoạch một vòng và chúng ta được nhiêu đây Apricorn nè các bạn ơi. Trời ơi, ta nói cứ trồng như thế này hả thì không bao giờ mà sợ hết bóng nha. Quá đã luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đi tạo Charmeleon trước nha. Rồi, tiếp tục. Charmeleon. Ta nói nó hao silver của mình nha. Ok, và cuối cùng Pokeball. Phía trên này có một em Ampharos rất là to nè. Không biết mình đánh có lại em không nữa. Recipe Blade. Ui ôi. Em này em cấu máu đau quá anh em ạ.
chịu không có nổi luôn á. Hồi máu lại cho Crowdin coi. Ui cha, em xài chiêu gì á? Trời ơi, đâu ra mà em có cái chiêu Solar Beam vậy trời. Chiêu này là khắc hệ của Crowdin luôn. Phải nồi. Dảnh của tỏi luôn rồi anh em à. Ok, vậy chúng ta sẽ xài Zacian nha. Mình đã cho em Zacian ngậm kiếm lên rồi đó. Moonblast đi. Em này chắc có hệ rồng nè. Ui ôi. Rồi, xác định với tôi. Moonblast phát nữa. À, vẫn chưa dảnh. Ôi, Zacian trâu thế anh em. Trâu vải trưởng ha. Rồi, và cuối cùng dảnh của tỏi luôn. Wow. Em này em rớt kẹo cho mình nè. Trên đầu mình có một em gì đó. Lên solo thử coi, lại không? Đây là Pikeot thì phải. Pikeot. Uầy. To vãi cái chữ này mà. Mình xài thử cái chiêu Moonblast này nha. Moonblast là có vẻ ok. Ui, Zacian mình trâu vậy. Trâu thật anh em ạ. Bạn nhìn kìa. À, Pikeot xài Wood Attack. Hèn chi ạ. Chiêu này thì biết bao giờ mới dẫn Zacian của tôi. Cứ tự tin mà xả chiêu thôi các anh em. Mình xài hệ bóng tối luôn được không ta? Hệ bóng tối đi cho nó máu nè. Lạm phát luôn cho máu. Ok, thôi giờ thì tôi hồi máu. Máu đủ rồi, giờ thì hồi máu lại thôi. Quánh phải chắc kèo anh em ạ. Wow, dữ hen, dữ tợn hen. Rin một phát nha. Trời ơi, một cục máu. Chịu sao mà nổi. Rin một phát nữa luôn. Và lần này thì dánh cứu tỏi Pikeot. Và chúng ta đã có được Silver Bottle Cap. Đây là một cái món vật phẩm rất là xịn sò luôn nha. Ngoài ra không thể thiếu là đá Mega. Cái này nó có thể tăng điểm IV của Pokemon tới cái maximum luôn. Điểm IV ở đây là cái điểm mà chúng ta không có thể thay đổi bằng cách luyện tập. Nó chỉ có thể thay đổi bằng cái cách mà dùng những cái vật phẩm thôi. Và thay đổi ở đây là thay đổi trong trận chiến. Ui, bên đây mình thấy một em gì đây? Pokemon hệ lá. Chúng ta có thể dùng NT ra chọn nha. Ui, em này nhìn nó đẹp quá. Không biết mình gặp em chưa ta? Đây là Lurantis. Ui, nhìn đẹp vậy. Giống lần đầu tôi gặp cái gì ha. Lava Plume nha anh em. Trời ơi, chưa về chào hỏi nửa cây. Chịu sao mà nói. Ôi dồi, UC spawn nữa. Trời ơi, UC hôm trước mới gặp xong, nay gặp nữa. Gặp chi nữa trời. Xui vãi. Tôi còn gặp một em khác nhưng mà Legendary UC đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Và em Lurantis này chảnh của tỏi luôn không? Lava Plume lại phát coi. Trời, các bạn nhìn nè, giáp em nhiều ha. 2, 4, 6, 8 cái giáp luôn. Ủa, số lượng giáp nó còn hơn cái em Inamorus tập hôm trước mình gặp nữa. Hôm nay hồi máu căng vậy. Lava Plume lại phát nữa nè. Đó, tập máu rồi đó. Rồi, 4% thôi anh em. Cố lên, cố lên. Dảnh cứ tỏi nha. Ui, đủ rành tích. Ui, em này lại rớt cho mình một cái Silver Bottle Cap nữa. Ngon vãi. Ui, em này á, mình nghĩ tốt nhất nên dùng Ultra Ball thôi anh em ạ. Những cái ball khác thì hầu như không có tác dụng. Trời ơi, Ultra Ball mới chen luôn. UC. UC đâu rồi, bên này. Và chuyến một phát luôn đi.
Hello UC. Trời ơi, mới tập trước gặp rồi tập này gặp nữa. Hoài vậy. Gặp riết cái tụi mình ngán á nha. Quickborn cái rồi. Ừ, bắt luôn các bạn ơi. Và không thành công. Các bạn thấy cái cảm giác ngày hôm trước á, chúng ta phải cực khổ như thế nào với em UC các bạn cũng biết rồi đó. Hôm nay chúng ta lại tiếp diễn nữa nè. Ai Âu cũng là cái số mệnh rồi. Ây à. Lần này thì chúng ta hồi lại máu cho ẻm đi ha. Hồi máu cho Sengoku. Dạ đánh đầu thế. Em xài chiêu Confusion đó các bạn ơi. Hỗn loạn. Dạ, vẫn đau đó. Thôi, tiếp tục Fall Sweep phát nữa. Rồi. Máu còn ít rồi đó. Ở đây thì để đảm bảo á, thì mình sẽ quăng một cái em Zacian ra đi. Rồi. Ui, mới ra đã bị chịu sát thương rồi. Khó chịu nha. Bon thì mình sẽ dùng Repeat Bon nha các bạn ơi. Quả này sẽ tăng tỷ lệ gì đối với những Pokemon mà chúng ta đã từng bắt rồi đó. Thì chắc cứ Repeat Bon mà vả thôi. Không nghĩ ngợi gì nhiều. Repeat Bon. Mở lên. Bắt ẻm luôn. Cho em bớt xuất hiện anh em ạ. Chứ để ẻm không dông ở ngoài là không được. Rồi tiếp tục. Quả Repeat Ball thứ ba nha. Mình spam thử 10 quả Repeat Ball nữa đi. Có thể nó có tác dụng đối với Legendary không? Dù gì đây cũng là một Legendary mà. Gọi là nằm trong cái số mà khó bắt nhất đó các bạn ạ. Tập ngày hôm trước là chúng ta phải bắt em này đâu đó tầm hơn một ngày trong Minecraft đó. Chà, đúng là khó ăn thật. Ôi, lạc đúng có một lần à. Không tới được lần thứ hai nữa. Đúng đề chưa? Tiếp tục là Repeat Ball coi. Và lần này. Ủa? Ba bốn lần luôn nhưng mà không được đâu các bạn ơi. Mình thấy là nó có cơ hội cho chúng ta rồi đó. Ơi lắc được 2 lần ạ. Tối rồi, thử quả Dustbone coi. Phải thử một quả Dustbone mới được. Và ơi ơi chưa được. Tiếp tục là Dustbone. Ôi ôi. Không ăn thua rồi đó. Em này ở dưới nước nhưng mà dùng Dive Bomb được không ta? Hay là phải tuốt ở dưới dưới nước luôn thì mới được. Cứ đai bon thử coi. Đai bon được nè các bạn. À ngon lành nha. Wow, chúng ta đã có được thêm một em UC nữa. Em này thì không cộng trừ bất kỳ chỉ số nào luôn. Ok đấy. Đối với những em như là UC, Mesric và Azil thì mình sẽ chủ trương là bắt nhiều lần nha các bạn ơi. Tại vì những em này á mình ưu tiên cày cấp. Đó, sau này các em sẽ đóng góp cho chúng ta rất là nhiều đó. Lâu lắm rồi mới lại trở lại Water Game đó.
Chơi đừng có xui kèo tôi nha. Hello. Đâu nữa rồi? Xù kèo nữa hả? Hello. Ok, ở đây, trời ơi. Trời ơi, tôi tìm bạn mãi. Ủa, chúng ta được bít nước nghịch. Bắt shiny Pokemon, được bít nước nghịch. Bán cũng không được nhiều nữa, 500.000 gì anh em ạ. Đây, nhiệm vụ Redstone. Cuối cùng thì cũng tới đó. Hy vọng là còn nguyên nha. Đừng chạy đi đâu hết nha. Phải đây không? Hello. Phải không? Không phải hả? À, Gem trúng này. Trời đất ơi. Làm tôi nghĩ xấu về Gem. Wow, chúng ta được khá là nhiều low stone luôn. Không cần xuống địa ngục mà cũng có low stone anh em. Ngon chưa? Hello. Ui, Sam y tín tới nhờ. Ủa, chúng ta được thêm 6 game cương nữa. Phải trưởng à. Cảm ơn rất nhiều. Nhiệm vụ level ball khá là xa đấy. Nhưng mà không sao, chúng ta có thể đi qua được. Ồ, bên này có một cái đen gì đó. Hello. À, một em sao biển anh em ơi. Thôi, hãy dắt đấu ra quánh đỡ vậy. Tự nhiên cất Raikou ở trong rồi. Đây là Staryu. Rất là cute for my way luôn. Thôi, cute thì cho ăn đấm cái đi, dành cô tội luôn rồi. Em này thì mình sẽ bắt luôn bằng Nespawn nha. Quả bon chuyên trị những em Pokemon mà level thấp. Đó, ngon lành luôn. Xời, còn chết luôn anh em. À, nhiệm vụ chỗ này hả? Hello, trốn đâu rồi? Fortress Guardian. Sao mình lưu ở đây ta? Hay là nhiệm vụ trong này? Ồ, dưới tầng, đúng không? À, đây rồi. Level Ball, à, đưa Level Ball cho ổng. À, phải đưa 5 quả cho ổng mới được các bạn ạ. Ok, rồi chúng ta được cái gì nữa? Grab Friend Ball hả? Ui, một cái thuyền Swanna, thuyền này mình đi chứ ta. Chưa đi thì hay quá. Ui, chưa đi thật. Expert Bell. Ra có những cái switch hả? Ngon. Cherry Spawn. Nhiều kéo quá vậy. Phía bên dưới đây thì mình đi như ta? Mình đi ở phía bên dưới này rồi hả? Khoan nha. Ngủ phát đi. Ồ, Azure Spawn em ạ. Ồ, cha. Đấy rồi, đây chính là Azure của chúng ta nha. Wow, ngon lên kinh đào ấy chứ. Em này á thì chắc mình sẽ bắt luôn bằng Whipball đi ha. Chết rồi, quả Whipball để đâu rồi? Đây nè, Whipball quả đầu tiên ra trận. Ui, không thành công. Đúng là nó cũng rất là khó bắt nha các bạn ơi. Wow, tiện gặp mấy em trong bộ ba thần bảo vệ hồ ở đây nữa nè. Xịn quá ta. Em này em chơi xài chưa ngủ anh em ạ.
Con Swift thôi, đang ngủ rồi, đang ngủ chắc lụm dễ nữa. Con Swift tiếp tục. Rồi, một tên nữa thôi. Sẵn em này ở dưới nước luôn, thì mình sẽ bắt bằng dive ball nha. Như cái lần hồi nãy, để coi lần này chúng ta có dễ dàng thành công hay không. Nãy mới bắt UC xong, giờ bắt được Azil nữa thì quá đã luôn anh em ạ. Dive ball đâu rồi? Dive ball ra trận. Dưới nước là chúng ta cứ spam dive ball thôi nha, cho nó xịn. Và lần này, trời ơi, chưa được. Ngủ nữa, trời ơi, chơi lầy quá vậy. Trời ơi, em có cái chiêu rest đó anh em. Đây là chiêu nghỉ ngơi á. Xài và ngủ à. Nhưng mà không sao, tôi cấu máu được nha, không có gì phải lo hết. Con sweep. Rồi. Đây à. Đừng nói xài chiêu red nữa nha, mệt mỏi lắm rồi đó. Hồi lấy máu cho Zangu coi. Em này có chiêu extra sensory á, gây đam rất là to nha anh em. Rồi mình sẽ quăng tiếp Dive Ball đó thôi. Trời ơi, mới grab Dive Ball rất là nhiều luôn. Là giờ thì phải xài cho thỏa thích. Và chưa được. Dust Ball tiếp tục. Biết đâu vận may sẽ tới với chúng ta. Và ơi ơi, ơi cha, bắt em này từ sáng tới chiều luôn rồi đó anh em. Sáng tới tối luôn rồi chứ, chiều gì nữa. Mình cảm giác là Dust Ball nó sẽ thành công nha. Thấy nó chậm chậm rồi đó. Đây nè. Tiếp tục Dust Ball nữa thì sao? Dạ, Dust Ball không được rồi. Ý diêu. Cũng không khả quan lắm. Đúng là mấy em này nó khó bắt hơn mình nghĩ rất là nhiều. Đây, quả Thunderbolt Ball thứ 10 nha. À đâu, thứ 9 chứ. Quả thứ 9. Ồ, chưa được. Chúng ta cùng thử quả thứ 10 nào. Đây, quả thứ 10 nha anh em. Tỷ lệ là maximum rồi đó, 4 chấm rồi đó. Và lần này ơi, cũng chưa được luôn. Ơi căng thẳng rồi. Damwon tiếp tục. À, yes. Trời ơi. Azil, trời ơi, xịn sò chứ các anh em. Em này thì có chiêu red hả? Extra sensory. Không cộng không trừ bất kỳ cái chỉ số nào luôn, quá đã. Kích thước huge nữa chứ. Ui, tới là ngày hôm nay mình bắt được hai em nhờ. Trên này có một em Pokemon Mega gì đó. Hello, hình như đây là Mewile thì phải. Thách đấu luôn nha các bạn ơi. Mewile. Lava Plume em thôi. Em này chắc chắn là có mang hệ thép rồi. Em bị cháy luôn, ngon lành. À, mình thấy là màu hồng rồi đó em ơi. Chúng ta có thể đánh bại được em này nha. Lava Plume phát nữa coi. Và dãnh cứu tỏi luôn nha. Em này rớt cho mình cái gì? Ui, đấy rồi. XP Share. Quá đã. Đầu tiên thì mình sẽ đeo XP Share cho em Zangu nha. Quá phê luôn anh em ơi. XP Share. Rất là khoái cái loại vật phẩm này nha. Sao trên này nó phát sáng vậy? Wow. Một cái Eyeless Strike bây giờ nó xây mới ở đây mà nhìn đẹp vậy. Đây nè, đây chính là Eyeless Strike nha. Nơi để chúng ta có thể triệu hồi Celebi.
Nhưng mà phải có một cái quả GS Ball mới được anh em ạ. GS Ball đó thì chúng ta phải đi kiếm ở cái những cái kim tự tháp ở sa mạc á mới có. Rồi, mình sẽ lưu chỗ này. Let's try. Ok, khi nào có GS Ball chúng ta sẽ quay trở lại đây triệu hồi nha. Ở đây có một em Ursaling nè. Wow, to vậy. To vật vưởng luôn. Bắt luôn nhanh các anh em. Mình khoái mấy em Pokemon bự nè. Whipple ra trận. Trời. Và Whipple. Ui, thành công luôn rồi nè. Quá đã luôn. Ừ, bên đây có một em Teddiursa nữa. Em này level rất là thấp. Chúng ta sẽ tận dụng Nest Ball để mà bắt ẻm nha. Em này là cấp 1 của cái em Yuselin đó. Và ngon lành. Chúng ta lại thêm được mấy em Pokemon nữa rồi. Giờ mình đã đạt được 9% Pokédex rồi. Ôi, thế này cũng nhanh đấy các bạn ạ. Bên đây có em gì đây? Là siêu qua đồ hả? Bắt luôn. Em nào chưa có là chúng ta sẽ tiến hành đi bắt thôi nào. Siêu qua đồ. Whipple. Ủa? Đây rồi. Và thành công. Dưới đây có cái gì đây? À, hình như là Master Chest. Ui, chúng ta được Power Land. Những vật phẩm dùng để luyện những cái điểm EV đó anh em ơi. Phía bên này có một ngôi làng gì đó to vật vã luôn. Ngôi làng của cái game gì hả? À, theo như mình biết đây là một cái Dragon Game anh em ạ. Game hệ rồng. Xịn nha. Để mình khám phá thử coi. Wow, nhìn nó cổ kính đó nhờ. Ở trung tâm hồi máu nè. Hình như có phía bên kia là cửa hàng thì phải. Hello. Cái thùng nhiều quá vậy. À, thùng chứa đồ ăn thôi hả? Tôi xin mấy cái bánh mì nha. Ui, thùng này chứa bon nha. Có cái chứa cái không anh em ạ. Nên là chúng ta phải kiểm tra thật là kỹ vào. À, đây là shopkeeper. Uầy, tính ra cái game này thiết kế đẹp vậy. Wow, nhà nào cũng có rương đã vãi anh em ơi. Nhà nào cũng có quà để mà mang về luôn. Wow, cái nhà này còn nhiều nữa nữa nè. Kim cương. Ôi trời ơi. Mới nói xong người ta tặng cho mình kim cương luôn các bạn ơi. Người ở đây người ta quý mình lắm. Quá đã rồi. Trời ơi. Tặng vũ khí kìa. Còn gì nữa không? Rebel lấy luôn. Đây có gì? Không có gì. Wow, xịn nhen, xịn bãi. Rồi, đây chính là tòa tháp ma đúng không? Không có spawn cái gì không ta? Lantern. Lantern lấy về đi khỏi mất công chế tạo. Sau thoát. Không thấy có gì hết. Hello. Có vẻ như là trên tầng cũng không có gì các bạn ơi. Nó chỉ là những lối lên bình thường thôi. Ok. Rồi. Tầng cuối. À, nó chỉ ra nhiều tầng như vậy hả? Ngon nha. Vậy đây, một em treo lao. Hello đúng không? Zacian ra trận đi. Wow, nhìn Zacian của mình lực vãi. Đẹp vãi cả chưởng luôn anh em ơi. Em này xác định đến Zacian tôi nha. Moonblast phát nè.
Trời ơi, sao mà sống được? Moonlight phát nữa nè. Có một cái đèn anh em ơi. Một cái đèn này có gì đây? À, lại đít to nè. Cơ hội cho chúng ta. Bắt lại em này coi. Mấy tập trước là mình đã bị missing em này rồi nè. Đít to. Resi Blade em luôn nha. Ui, em transfer thành Mudray kìa. Trời ơi, chơi mà biến hình hả? To vãi cả chữ cái em ơi. Resi Blade phát nữa. Ui, mất khiên rồi kìa. Đít to. Chúng ta bắt bằng cái gì nó mới hợp lý nhỉ? Resi Blade phát nữa. Rồi, dãnh của tỏi rồi. Lần này thì mình... chúng ta sẽ bắt bằng... Liverpool thử xem. Biết đâu được anh em. Cố lên, phá. À... lại lần nữa hụt em distor rồi. Thì mình nghĩ tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay mình đã rất là may mắn luôn khi bắt được hai trong số ba em bảo vệ hồ, đó chính là UC và Azil nha các bạn ơi. Ngoài ra thì mình cũng đã tìm thấy được một cái shrine của Celebi đó, để mà sau này chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh Celebi nha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!